Oyster. Xin chào, rất cảm ơn. Hi, xin chào cả nhà. Thì sau bao nhiêu ngày ở nhà ăn uống không có không, nói chung là hai đứa ở nhà có gì ăn cái đó nên cũng không có gì để đặc biệt để quay nhiều. Thì hôm nay á, ngày hôm qua là tụi bay có order cái oyster này ở bên CR đồ về. Order ở bang khác gửi về. Mấy con oyster này cũng bự lắm. Cái này order trực tiếp người ta gửi về. Nó to gần bằng bàn tay của Ben nè. Hôm nay Ben với chun nướng mỡ hành. So I think the open one we can take it out. Yeah, we've been grilling for about 15 minutes already. No, honey, put it there. Just put it there. Put it there. I'll bring the glove and I'll open it. Yeah. Look at those pretty creature. Yeah. Be careful, okay? Nó hở miệng rồi. Hở miệng rồi mình cậy ra mình bỏ mỡ hành vô. This one too. Which one? This one opener as well. No, this one. That one I don't know. I think so, yes. Yeah, already yes. Open. And let me see what else. Let's see a different angle. This one also open. Okay. And the rest. Good, you know. Yeah. Not yet. Ooh. Okay, come over here. So what we're gonna do? We're gonna put it back on the grill later, or if they dry enough, này nướng mỡ hành. You want me to grab a bag later? For what? For the shell. Yeah, sure. Okay, later. Oh, this one is too bright. Sexy. So sexy. Chun gian. Món này lắm. Did you tell them how much? Một mấy cái con oyster này một dozen á là 12 con. Là một dozen là 12 11 đồng 50 sen. Là một con khoảng chừng là $1 each. Yeah, lại like một con 1 đồng. Can you imagine? Cả tiền ship nữa, tại vì ship từ Spencer đồ về thì khoảng chừng một con 50 sen 1 đồng. Lại like 150 each. Plus shipping, right? Yeah. Yeah. Shipping. Let me translate in Chinese. 这个, Seattle, from Seattle, right? Mm-hmm. Yeah, we 从 Seattle 订的这个生蚝, 假如光买的话, 一颗是 1块钱美金, 加运费的话, 一颗大概是 1.5块美金, 这样, 台币 50块不到一颗, 这么大, so big. So good. Oh. Green onion and the what? Oil? Yeah, green onion and oil. I cannot wait. Not too much oil, okay? Okay. Yeah. We're gonna jump out anyway. Jump out? So pretty. Okay, good. Good, good. Do we have peanuts, to grill right? more or no? I think we should. We A did it yesterday. Bit. No, when it's done, everything then we put it back to get some heat. Like 1 minute. Yes, 2 minutes. Okay. Let me go get more. Chào mừng mọi người nha. So many food, yeah. Yeah. Đây. Oh. Gần bằng bàn tay của Ben luôn.
Good, huh? Ngon. Hồi này mua bên Seattle đồ thì rẻ, ship về đây tính ra còn rẻ. Nhưng mà bạn nhớ là đi chợ mở đây á, một con hồ này hình như người ta bán 3-4 đồng gì đó, không có rẻ. Bên đó bán có con có đồng mà rẻ dễ sợ. I need a bag of myself. You put it here. Oh, put it here. Yeah. We use it as a trash can. Okay. Okay, I'm not gonna wait for you, okay? I'll let you. Yeah. Hồng ngọt tươi thôi á. Bỏ thêm ít tương ớt nữa. Bỏ thêm ít tương ớt làm con hồ nó màu đỏ thì ngon. Mọi người tình hình dịch sao rồi? Ở Việt Nam bên thấy bên Đọc Tin cũng có nhiều tin tiến triển. Như ở Đà Nẵng thì hết dịch rồi phải. Còn bên ở Sài Gòn thì bên không biết. Ở bang bên bây giờ là hơn 20.000 ca nhiễm rồi. Cái quỷ tiến này. We did this in Da Nang too, right? How much was it? Smaller. Ở Việt Nam mình hầu nướng mỡ hành với lại mấy con chim chép nướng mỡ hành cũng ngon. It's smaller, much smaller. Còn crawfish á thì order ở bên Louisiana về. Nói chung là mình order người ta ship overnight, con nào về tới đây cũng còn tươi sống hết. Mình ship xong rồi, mình order xong rồi người ta ship về sân bay, rồi mình ra sân bay mình nhận hàng. Mình hết. Người ta không có deliver về tới nhà. This all we order online and we pick up at the airport. Mọi người. Mà order mấy cái này á, mình order nhiều người á thì nó tiết kiệm hơn. Tại vì mình order từ 10 pound tới 60 pound là nó ship từ Seattle á cũng một giá là 75 đồng. Nên là nếu mà mình mua cái gì mà rẻ, mình mua cái gì mà nhẹ thì nó không có đáng tiền ship của mình. Bạn có order cái con chiều đất nữa, là giống như là cái con ốc quả voi á. Nhưng mà hôm qua là lễ phục sinh ăn hết rồi, bạn không có quay lại. Mushroom. Not from Seattle. Not from Louisiana. From Publix. From Florida. From Florida. Locally made. Yes. Hồi nãy Trung đi ra mua hành về để nướng hành tỏi á, hành nướng mỡ hành á, là chợ Public, là cái chợ giống như là cái chợ nhỏ nhỏ của cái bang Florida bang thôi. Nhưng mà bây giờ á, cái hạt groundwork là cái chỗ bang đang sinh sống á, nó xuống lịch là đi tới grocery store, là đi tới mấy cái chỗ mà khu Public đó là phải mang mask. Chắc bắt buộc là mang mask, không có mang mask người ta không cho vô. But I still see people not wearing. I don't know how they let in. They should not. I mean, không có mang người ta không cho vô thì nhiều lúc nói vậy thôi, chứ người Mỹ người ta mua khẩu trang đâu có ra ở đâu. Thành ra có một số trường hợp người ta cũng thông cảm. Nhưng mà hầu như là hơn 90% là bắt buộc mang mask rồi. Because they cannot buy mask anymore, right? Yeah. But I think overnight it was like, ooh, this one could be. Okay, no. No, trip. Never mind. Really? I was very happy for 1 second. Because you're eating that thing. How's it? Yep. It's mushroom and cheese. You can get a small one and try it. Can I have? Of course. Thank you, honey.
Còn cái con này order người ta đang bán với giá là 2 đồng 25 một pound. Mà cộng tiền ship nữa thì về tới nhà khoảng chừng 3 đồng rưỡi một pound. Nếu mà bạn nào muốn order crawfish hay là order hàu á thì bỏ lại comment bên lưu lại cho, tại vì lần này bên lấy được số điện thoại rồi. Yeah, I just realized this mushroom is the same price as oyster. $1 each. Really? Yes, how much? $6 for six. Wow. Mushroom này chuyên mua Yeah, một cái tray 6 đồng là 6 cái tính ra. I would Một cái rather này. have six more oyster. Một cái này bằng giá một con oyster, một cái 1 đồng. But it's good. I think that's it. Of course. I mean, you're so wasted. Chưa ăn mà không có ăn hết đậu phụng mà. I'm not wasted. What did I waste? This. Oh. Mm. I think we're not gonna have so much for crawfish. Bạn đang nghĩ ăn hầu chắc no rồi. Hầu con nào con nấy bự mà toàn là sữa không à. Yeah, for fish. Yeah. We order 80 pounds. This is only 5 pounds. Uh-huh. Yeah, there's still 75 pounds in the river. Yeah, we eat it slowly. Ooh. Catch and eat slowly. Hmm? Which one? Hmm? What? I said we order 80 pounds. Mm-hmm. We put them in the river in the back. Hôm qua mấy con crawfish nè ship về vẫn còn sống, chứ nói là thả ngoài hồ á để cho nó sống ngoài đó cho nó sinh sản, rồi lâu lâu mình bắt lên vài con ăn chơi. Nói như thiệt. Will they live? I don't think so. I mean, you gotta water them. Even if they do, the bass will eat them all. The what? The bass. Largemouth bass. Yeah. Ở sau nhà có mấy con cá bass to lắm. Nên là nếu mà nó có sống được thì mấy con cá bass cũng ăn hết rồi. Để bên coi thử là ở Florida bên là bao nhiêu cây sao. Nó sống. Thank you. You are very welcome. Okay. Honey, where are you stopping? Ở Florida 21.000. 21.019. Officially confirms case là mấy cái case mà được confirm là được xác nhận rồi á. 499 người mất là ở Florida của Ben. Ben ở nhà thì được 1 tháng rồi đó. Không biết là ở nhà được bao còn bao lâu nữa, tại vì oh, I get the burn one. So, tại vì mấy người nói có thể là tới tháng 5, tháng 6 nó mới hết luôn. So how many cases? 21,000. Yeah, yesterday was almost 20 already. Yeah, so it's not that bad. What do you mean it's not that bad? 1,000 a day? Yeah. I want to see even have 400 and you think 1,000. I mean the more case, if it's infected, it's infected faster. Tại vì bên thấy nếu mà càng nhiều trường hợp nhiễm bệnh á thì nó cái mức độ lây lan nó càng nhanh hơn. Mà một ngày ý là cái con số hàng tăng hàng ngày, mà nếu mà nó không có nhiều, tại vì nó tăng cái cấp số nhân có thể ngày đầu tiên nó tăng 200, ngày thứ hai nó tăng 406 rồi 800, mà bên thấy nó chậm lại một chút xíu thì cũng đỡ. Hy vọng là nó có thể under control, có thể dưới sự kiểm soát được. What's wrong? Oh, why? Too big? Yeah. No, the like the thing? The shell. Oh. Got it. It's gonna fly away. You said how much was the shipping? $80? I don't know, you tell me the price total. I think it's 75. So if I wanna order 5 dozen. Mm-hmm. It's not worth it, right? Why? 5 dozen for $60 and the shipping is another $75.
Is it? Yeah. She's what? She's the daughter. I think this is. We have to find somebody else to share. Yeah. Share the shipping. Anh có nè. Hôm qua bên order là 10 dozen là 120 con. Rồi có người nhà bên chia ra nữa, chia ra người ít á thì ăn thấy nó lợi hơn. Tại vì nếu mà sau này bên với Trung ăn có 5 dozen á, mà 5 dozen là tới 60 con lận á, là nếu mà ăn 5 dozen á là tiền mà trả tiền á là 60 đồng, rồi tiền ship là thêm cũng 75 đồng nữa, là 130 đồng. Tính ra là 130 đồng cho 50 con thì một con khoảng chừng 2 đồng rưỡi. Nói chung cũng rẻ lắm. This is only 18. Yeah. So if we order 5 dozen, we cannot finish it. We can eat it for 3 times. Yeah. On the road? Because keep it too long, it's not gonna be good. Put it in the canal with the crawfish, right? Big one, any big one? We call it. Oh, too big. Okay. I got a small one. Oh, I got this one. Bé lấy con ở giữa cho chúng ăn hai con to nhất và nhỏ nhất. Hot? You buy your time? I buy my lips. My mom said when you buy your lips, that means you wanna eat meat. Really? It's true, yeah. When's the last time I eat steak? I don't know. Mẹ Trinh nói là nếu mà mình đang ăn mà mình cắn lưỡi có nghĩa là mình thích ăn thịt. Ngày nay ông đòi nướng steak nữa mà Ben cho. Ben thấy nhiều quá. Đồ ăn nhiều quá rồi còn steak gì nữa. Is it because you want to eat steak so bad and you said that? Yeah, so next episode is cooking steak. Nobody cares. Thôi để mai mốt bạn làm clip chúng nó ăn. Để chúng chỉ nấu được món steak thôi. The next video gonna be the video you cook steak. Yeah. Cause you only cook that well. No. Yeah. I can cook some Taiwanese dish. Oh really? Mm-hmm. Like what? Still searching. Nổ không? Just kidding. Nó ăn nấu được mấy món Thái Lan nữa. Nó nói món gì, suy nghĩ hòa âm ra. Rồi nó nói giỡn á. Chưa biết nấu bằng chết liền. I cannot. Yeah. If you know how to cook, I'll die now. Honey, you can have the last one. That's how much I love you. It's fine. Hmm? You know I love you more, so you can have. And you also know I was just being polite. Tissue. Bà thích ăn đậu phụng, ngồi lượm đậu phụng ăn. Alright, crawfish. Okay, put it aside. Put it here? Yeah. You want this? Cool it. You want it? You asking and put it in your mouth at the same time. Yeah. Hỏi là you có muốn không? Vừa hỏi vừa bỏ miệng ăn luôn, chưa kịp trả lời nữa. Next year I eat 2, 4, 5. I only eat 5. Really? I only eat 5. So I eat 13. Trời ơi, cái bao của bạn này bạn ăn có 5 con. Oh my god. I only eat 13. No. Okay, 13 and 5 is 20. We have only 18, right? We have 18? I told you. Oh, when I was 20, like, right? No, I counted 18. Oh, okay, so you only had 13. Còn mới có 13 con chứ mấy? Yeah. 13 con rồi chứ mấy nữa. Okay. You full? No thanks. You full? Yes. Bạn cũng full. Oh, excuse you. What? Yeah, yeah. Me too. So say bye. Yeah, maybe this one we tomorrow. All right, tomorrow. Ăn cả lại một người. Hai đứa tiếng ăn này nữa mà ăn không nổi nữa. Yeah.
bự quá rồi. No quá rồi. Bé ăn 5 con mà con nào con nấy bự chứ. Còn Jun ăn 13 con. Không biết có con nào bên ăn bên vượt qua cái trai của Jun không, chứ bên ăn có 5 con à. I only 5. Yeah. Ok. Thì đó, mùa dịch mà ở trong nhà có được mấy món ngon này thì thiệt là hết sảy. Nói chung là Ben với Jun cũng ngày thường thì ngày nào cũng như ngày đó dậy tập. Jun thì vẫn làm việc, rồi hai đứa tập gym rồi đạp xe đạp. Lâu lâu mới có mấy cái món ăn đặc biệt này, mới có clip quay cho mọi người coi. Nên là cũng hy vọng mọi người thông cảm là ở nhà mà Ben với Jun cũng ít quay clip quá. Tại vì thực sự thì thấy nó không có gì đặc biệt nhiều để mà quay hết. In everybody, we stay home, we don't really eat anything special. So even though we have all time in the world, we're not making so much video to post. Oh yeah, I mean, you know the life at home, right? What is there to post? Yeah. What is there to be special? I mean, với lại Ben với Jun cũng không có ăn ở ngoài nhiều, nên là ít có khi mà order gì về ăn lắm. And we don't really eat the food outside. We don't order outside, no, bring home and eat. We eat at home. Yeah, this one is special. Nhà Ben với Jun thường nấu ăn thôi thì cũng mua rau về nấu canh tôm, maybe rồi thịt kho, rồi mấy cái đồ xào đồ vậy đó. Những cái bữa ăn hàng ngày đơn giản nhất như mọi người ăn ở Việt Nam vậy đó. Đó là những cái món mà Ben với Jun thích. Chứ không phải là Ben với Jun không có dám ăn ngoài, nhưng mà thực sự là chỉ có thèm những cái món ăn thuần túy của Việt Nam mình thôi. Nên thành ra là ở nhà nấu ăn là nhiều. Đó, hy vọng mọi người an toàn qua mùa dịch này. Hy vọng mọi người trên ở Việt Nam, ở Mỹ, ở trên cả thế giới cái cơn dịch này mau chóng qua đi rồi mọi chuyện mau trở lại bình thường. Thì I just wish everybody get over this safety. Yeah. Just stay in Vietnam, in US, all over the world, in Taiwan too. Yeah, just stay home. Yeah. Don't go out unless you have to. Yeah. Bạn với Trung cũng không đi ra ngoài, chỉ có đi ra ngoài nếu mà cần thiết, giống như ngày hôm nay đi mua mấy cọng hành về nướng mỡ hành rồi đi chợ thôi. Có còn lại hai đứa là 24/24 là ở nhà, hoặc là đạp xe đạp đi chạy bộ, đi bộ ở ngoài quanh quanh cái khu hàng xóm này rồi về thôi. Mọi người cũng vậy. Stay home, stay safe, everyone. Hẹn gặp lại mọi người. Tiếp theo. Bye bye. Bye bye.